và các bạn đã theo dõi mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã rất tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách giải phóng mặt bằng tới 100% các hộ dân có liên quan đến dự án, thậm chí tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cùng các chính sách đền bù, hỗ trợ thu hồi đất, nhưng đã hơn 3 năm qua kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng với Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang thực hiện dự án khu nhà ở Hưng Thịnh Phát vẫn chưa thể triển khai do còn vướng mặt bằng của 3 hộ dân. Mục tiêu của dự án khu nhà ở Hưng Thịnh Phát là dự án xây dựng khu nhà ở liền kề có kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật nằm trên diện tích của xã Cửu Cao và thị trấn Văn Giang. Dự án có tổng diện tích khoảng 5 hecta, kinh phí thực hiện trên 476 tỷ đồng do công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát Group làm chủ đầu tư. Theo hợp đồng ký kết ngày 17 tháng 3 năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang với chủ đầu tư, thì thời hạn và tiến độ thực hiện dự án là 3 năm kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Thế nhưng đến nay đã quá 3 năm, dự án vẫn chỉ là bản vẽ, chưa thể triển khai vì lý do vướng mặt bằng. Như dự án của khu nhà ở Hưng Thịnh Phát, chỉ còn có hộ nhà Nga Sơn vì các trang trại là xây sai quy hoạch thì cũng đang đề nghị ủy ban huyện tiến hành các bước về quy trình và phê duyệt các phương án đền bù để tiến hành giải phóng mặt bằng công tác tiếp theo. Đây là trang trại chăn nuôi rộng 3.380 m² của gia đình ông Đỗ Trường Sơn ở thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang. Trang trại này được ông Sơn xây dựng nhiều lần từ năm 2005 đến nay. Trong quá trình xây dựng, cơi nới, mở rộng quy mô chuồng trại, Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Giang đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu gia đình ông Sơn tháo dỡ phần xây mới, nhưng gia đình không chấp hành. Thậm chí năm 2015, Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính gia đình ông Sơn 2 triệu đồng vì hành vi xây dựng chuồng trại trái phép. Mặc dù vậy, gia đình ông Sơn vẫn tiếp tục xây dựng chuồng trại thêm nhiều lần. Đến khi chính quyền triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Hưng Thịnh Phát thì gia đình ông Sơn không đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ thu hồi đất. Tức là đối với cái đòi hỏi của ông Sơn thì đề nghị đối với chính quyền địa phương là phải phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn là công nhận toàn bộ phần tài sản trên phần đất là cái công trình chuồng trại chăn nuôi của hộ gia đình là phải được coi như là cơ quan nhà nước chấp thuận cái phương án bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình. Thế tuy nhiên thì với cái nội dung này chúng tôi cũng đã chứng minh được cho hộ gia đình là trong quá trình thực hiện cái xây dựng cái trang trại này thì cũng có những cái thời điểm là hộ gia đình vi phạm, chúng tôi đã có biên bản, có quyết định xử phạt. Nên do vậy những cái đấy không được nhà nước bồi thường hỗ trợ cho cái nội dung đó. Theo dự án được phê duyệt, diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn thị trấn Văn Giang là 4,2 ha. Có 83 hộ dân có đất nằm trong dự án. Đến thời điểm này, đã có 82 hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Với xã Cửu Cao, dự án khu nhà ở Hưng Thịnh Phát cần thu hồi 0,8 ha diện tích đất canh tác của 23 hộ dân. Đến thời điểm này, đã có 21 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Còn hộ bà Phí Thị Thân có diện tích hơn 300 m², chưa phối hợp kiểm kê đất và tài sản trên đất. Và hộ bà Nguyễn Thị Tuyến có diện tích hơn 50 m² đã kiểm kê xong nhưng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đấy, mặc dù là địa phương cũng phối hợp với ban quản lý đầu tư xây dựng huyện tổ chức tuyên truyền rất là nhiều lần. Thế tuy nhiên là vẫn cái kết quả thì vẫn chưa được sự đồng thuận ủng hộ của bà con. Thế trong thời gian tới thì địa phương cũng sẽ tiếp tục là phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Văn Giang để thực hiện tiếp tục là tuyên truyền vận động để làm sao tăng cái sự đồng thuận ủng hộ của bà con để dự án mau được triển khai. Có thể thấy đa số các hộ dân có diện tích đất cần thu hồi để xây dựng khu nhà ở Hưng Thịnh Phát đều đồng thuận bàn giao đất ủng hộ dự án. Tuy nhiên, chỉ còn cá biệt 3 hộ dân chưa đồng thuận, dẫn đến dự án chưa thể khởi công. Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư chung của tỉnh và đặc biệt là làm chậm tiến trình đô thị hóa để Văn Giang đạt tiêu chí trở thành thành phố vào năm 2030 và thành quận vào năm 2037.
góp phần để tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050 như kết luận số 671 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 về điều chỉnh phương án quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.